nha. Bữa nay là ngày 12 tháng 8 á các bạn. Như mọi năm á thì mình sẽ tụ họp anh em bộ xô á các bạn. Sẽ cùng nhau cúng tổ các bạn, nhưng mà do tình hình dịch bệnh lên mình không thể nào mà cúng được cùng anh em á, nên hôm nay có phần đặc biệt hơn tí xíu là mình sẽ vô nhà ca sĩ Hoài Lâm và cúng tổ chung với ca sĩ Hoài Lâm nha các bạn. Đó, mình có chuẩn bị một con gà và một ít trái cây để mình cúng tổ các bạn. Đó, tí nữa mình sẽ vô trống, mời các bạn đi theo mình nha. Đã tới rồi. Hiện tại thì mấy anh em Lâm với mọi người đang thuộc pizza trống các bạn. Mình ra đây không gió tí xíu cho nó mát. Đường đẹp không các bạn.
nhạc của 15 mà chưa làm xong các bạn. Mình thấy có mấy cái này cũng hay ngay rồi bạn. Đeo lắm không biết được không. Nhìn cũng đẹp nè. Ngày cách này tập thể dục đúng không? Cái này chắc mình nghĩ là làm cho đẹp thôi cả nhà ơi. Lỏng. Chắc có lẽ leo lên đây. Đã quá mọi người. Đây phòng để chắc có lẽ là để nghe nhạc chơi đó mọi người. Hello xin chào các bạn. Mình đang ở trên lầu ở chỗ phòng nhạc của 15 các bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô trong xem nha. Đâu rồi? Ở đây không? Đây là các bạn. Các bạn ơi, mình sau khi mình làm YouTube mình đã thành công các bạn. Mình đã nhận được nút bạc nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Tên mình ít lộn. Chủ nhà kia các bạn, này mình mượn. Hay quá, quá đã, quá đã. Đó, các bạn thấy cái phòng nhà dễ thương các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Này, tên 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 của 15 phải tên anh. Cái này chắc tại vì người ta ghi nhầm hay sao. Ủa bạn, em nhớ coi anh mới được có 4.000 mấy đăng ký mà. Quá đã luôn các bạn. Của em, nói chung là nó là tất cả những gì của em. Các bạn, nãy giờ mình cũng trải nghiệm nhiều các bạn. Cái này à... cái này là cái gì em? Cái phòng chơi game hả? Đúng rồi, cái đó là BS. Giờ làm sẽ dẫn chúng ta lên ban công. Xin thưởng. Ô, cái tự. Wow, ngầu ra. Quảng cáo. Quảng cáo này nó thành thành nha anh thấy chưa? Sao giờ thấy ba lần đó. Các bạn ơi, các bạn theo mình nha. Đây là nhà sau. Nhà sau. Wow. Hả? Sao leo lắm nha. Ok, ok, ok. Có cái bức tường. Ê cha. Ok. Lên nè, lên nè. Trời đất ơi, tự chế cái thang gì luôn hả? Cái thang cái tự chế. Các bạn ơi, thấy mạo hiểm quá các bạn. Ê, sao trên đó cục một cọng dây vậy? Hôm nay anh nặng dữ lắm rồi. Đem cho anh nhé. Các bạn ơi, mình đang trải nghiệm gùng gợn các bạn ơi. Khủng khiếp quá các bạn ơi. Hay sao anh? Các bạn ơi, đây là sân thượng này các bạn. Này mình đi mình ở các bạn ơi. Trời ơi. Lâm ơi, em cho em lên sân thượng nóc nhà luôn. Tự chế nha các bạn. Mình đi mình tự đi vào những cái bắn nữa. Wow, đẹp quá. Kia là hồ sen. Đây ngồi xuống, ngồi xuống. Rung quá các bạn ơi. Đây, ở đây cho an tâm nè. Xuống đây, lên tới đây. Rung quá các bạn. Ngồi thổng giò xuống là được. Thử đi, thử ngồi xuống. Ồ, trên đây ngắm cảnh xuống dưới đẹp quá các bạn ơi. Chuồn chuồn bay khủng khiếp luôn. Cứ ngồi vậy, ngồi phải đưa hai chân xuống. Đúng rồi. Mới lật ngang sau. An toàn được. Đúng rồi. Chỗ này nó cứng nhất rồi, nó an toàn nhất. Cái này là lâu lâu buồn em mới lên em ngồi hả? Ờ, ngày nào cũng lên. À được.
em mới mua cái thang đó chỉnh tuần gì vậy, tại sao không kêu thợ lắp thêm cái thang nữa? Tại mấy ông thợ bây giờ mất công. Thật sự là các bạn ơi, cái thang cuột có đúng một cọng dây nha các bạn. Mình thôi ngồi đi xuống mới cam go này, không biết xuống sao. Mình xuống thì dễ rồi, mình xuống ngày nào cũng xuống, nhưng mà chắc xuống xong rồi anh lấy cọng dây xong cái đu từ từ xuống. Trời đất ơi. Các bạn hồi nãy là do mình, cái lúc mình lên đó các bạn, mình đâu có thấy ở trên cuột cái gì đâu. Nhưng mà sau khi mình lên mình thấy cái cọng dây rồi mình không dám xuống. Các bạn nhìn đi. Tuyệt vời luôn. Nhưng mà giờ này thì nó trông hơi nóng. Giờ này các bạn thấy ghê không? Cấm những trẻ em 18 dưới 18 tuổi nha. Các bạn trẻ em đừng nghe bắt chước xem nha. Em nói là sau này làm mình à. Nghĩ là mình sẽ ngồi anh đây. Em nói là sau này hết dịch đó anh sẽ mua cái đồ đây nè, đi vào này. Mua cái đồ giống như là bảo hộ này nè, mình ngồi đây nó ok. Cái lan can này. Đúng rồi. Rồi mình sẽ làm cái. Và sau đó anh Lâm sẽ làm đó. Một quá thử thách 24 giờ sống trên đây. Hay là tối nay của Lâm làm cái vlog mà 24 giờ ngủ trên nóc nhà. Mua gạch với xi măng gì mình tự đắp được mà. Không, mà làm cái lan can đẹp không anh? Làm lan can đẹp không? Lan can bằng sắt á. Đúng rồi. Các bạn thấy Lâm ngoài đời có dễ thương các bạn. Đó là thân thiện. Đẹp trai dễ thương. Thương cũng dễ luôn. Thương cũng dễ luôn. Ồ, bên kia người ta trồng sầu riêng quá trời chứ các bạn ơi. Sầu riêng và mít các bạn, rất là nhiều luôn. Cái mảng này mình muốn làm cái mềm. Cái cục mà để leo à, cái cục mà chắc cái cục mà hồi nãy mình quay đó các bạn. Nhưng mà anh thấy những cái nó bắt chưa chắc các em. Đúng rồi, nhưng mà chắc chắn là chắc rồi, tại thợ bắt á. Tại vì nó lỏng vậy để cho mình thử thách thôi. Là thử thách cho mình thử cái độ sợ của mình thôi ha. Chứ thật ra là không, đóng rất là chặt. Người ta sẽ làm một cọng dây cục còng lên đúng không? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng Lâm đi xuống đi các bạn. Mình sẽ cố gắng đi xuống. Dạ, phần còn mình xuống trước đây mới cắt đó. Không biết cắt của anh. Rồi. Giờ anh Lâm sẽ hướng dẫn xuống trước. Cái gì cũng dịnh kiểu xíu. Nó là làm thử thách cho chúng ta nha. Em quay cho các bạn coi mạo hiểm quá. Có thấy không? Các bạn thấy không? Chỉ có một cọng dây nghe tôi. Ê, bảy rồi. Em xuống tới dưới còn anh trên này. Bạn ơi, mình phải xuống nha bạn. Không chơi lắc chứ hồi nãy nha. Lâm ơi, dưới có cái dao không anh? Anh hệ liên hệ cái dao cắt cái sợi dây. Rồi sao anh xuống? Các bạn ơi, mình đang xuống nha các bạn. Trên này đây. Không hiểu quá. Rồi caramel ở trên chơi một mình. Ok nha. Rồi mấy bạn. Ba nha. Nói chung là tới thấy đi học đó em anh Lâm. Đó là em làm vớt cái này. Thử thách ở trên nóc nhà.